Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, ông bà xưa có câu tháng giêng là tháng ăn chơi. Vì lẽ đó, người nhà nông có suy nghĩ rằng sau Tết thì là khoảng thời gian nông nhàn vẫn còn kéo dài, khiến nhiều người chìm đắm trong bài bạc, để rồi gây nên nhiều hậu quả cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Chuyên mục Tiêu điểm nóng hôm nay sẽ cùng quý vị chia sẻ về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cứ vào dịp cuối năm là người nông dân lại chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán sau một năm lao động vất vả. Tuy nhiên, chính thời gian nhàn nhã vô hình chung đã đẩy nhiều người vào con đường cờ bạc. Từ thanh thiếu niên cho đến trung niên hay người cao tuổi, đàn ông hay phụ nữ sau tiết nông nhàn lại tụ tập sát phạt nhau với nhiều hình thức như bài cào, lắc bầu cua, đá gà. Với đủ các quy mô từ nhỏ đến lớn, thậm chí là rất lớn, với số tiền đặt cược từ vài triệu lên đến vài chục triệu đồng. Thật ra thì nước ta phát triển từ nước nông nghiệp thì chúng ta theo mùa vụ. Khi mà chúng ta gieo mạ, khi chúng ta thăm lúa, chúng ta gặt lúa thì những vấn đề đó rất vất vả. Và khi đến mùa xuân là cái mùa mà nhà nông không làm gì cả. Cho nên người ta hay có cái câu mà hồi xưa mình hay nghe dân gian mình hay nói, tháng giêng là tháng ăn chơi, và dài 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 luôn, đúng không ạ? Và người ta ra duyên người ta mới còn vẫn còn ăn chơi. Duy của chúng ta, cái tư duy mà nó lâu rồi, nó được mặc định trong đầu mình là Tết kéo dài, Tết phải nghỉ nhiều, Tết phải chơi nhiều, Tết phải vui nhiều. Và đôi khi cái khoảng thời gian nghỉ dài quá, họ làm gì? Có thể họ đem vài lá bài ra họ đánh với nhau. Cờ bạc luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội, do tâm lý ăn thua dễ khiến ý định vui chơi nhất thời chuyển sang trạng thái muốn sát phạt nhau. Trong dịp Tết, lấy cớ vui xuân, cờ bạc càng được dịp bùng phát. Mức ăn thua dần trở thành một con số không thể kiểm soát. Không ít người nướng vào sới bạc vài triệu, thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Hệ quả tất yếu sau đó là cảnh nợ nần chồng chất và không ít người vì cờ bạc mà vi phạm pháp luật. Cờ bạc là mầm mống nảy sinh các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình, đòi nợ thuê, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây nên nhiều hệ lụy, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Sau khi họ là chơi bời rồi họ thiếu thốn, rồi là dẫn đến cái chỗ là hao tài tốn của, rồi là trộm cắp, trộm sớm, làm đi mất đi cái tình làng nghĩa xóm, rồi là thua thiếu về bán của, làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của gia đình. Thành ra cái những chuyện là cự cãi rồi. Lắm lúc là gây gỗ đánh nhau, nhưng cơ bản gì đồng tiền, ví dụ như thua lỗ, buộc lòng phải dây tiền nóng, tiền mượn người ta đang trả. Tham gia tệ nạn xã hội thì mất công việc làm trơn rồi, lừa lao động luôn, rồi không có dạy dỗ được con cái trong gia đình nữa. Thực tế, cờ bạc là một trong những thú vui của người Việt trong lúc rảnh rỗi, nhất là những ngày Tết. Đây là trò chơi dân gian, mang tính giải trí cao, tạo không khí vui vẻ rộn ràng. Trước kia mọi người tụ họp cùng chơi một vài ván để xem vận mệnh của mình trong năm nay là đỏ hay là đen. Thế nhưng trò chơi này rất dễ biến tướng vì lòng hơn thua của con người. Cái gì cũng Tết mà. Và thậm chí khi họ vi phạm pháp luật thì cũng Tết mà. Ta dắt cái xe lên, ta gửi xe tự nhiên 20 ngàn, 30 ngàn chiếc. Mỗi lần có 2 ngàn, 5 ngàn, hôm nay 2, 30 ngàn. Tết mà. Mình uống một ly nước, hồi trước có 15 ngàn, 20, giờ 30 ngàn. Cũng Tết mà. Nhưng anh làm sai tôi phạt. Anh làm sai quy định thì tôi phạt. Tôi nghĩ cái điều đó rất tốt để chi nhắc nhở nhau. Dẫu biết khó có thể diệt tận gốc nạn cờ bạc, nhưng không thể chùng tay với một loại tệ nạn là đầu mối gây ra bao kiểu phạm tội khác trong xã hội. Hãy tỉnh táo vui chơi có chừng mực và biết cách dừng đúng lúc để có một cái Tết bên gia đình và hàng xóm thật yên vui. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng Tết nhất thì phải có tí đỏ đen mới vui. Tuy nhiên, từ cái vui đó mà không ít người lún sâu vào tệ nạn, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Vẫn biết, ngày đầu năm vui chơi một chút thì không sao, nhưng cần vui vẻ, có chừng mực và kiểm soát được bản thân. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tiêu điểm nóng cũng đã hết. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.